Yes. Chúng ta hãy cùng đến với trận đấu thứ hai. Đây là sen của Gmen. Úi giời, cân rồi, ưng lắm, ưng lắm. Xem lại. Khổ quá ông Vơ, xem quân đấy, đây ơi, chụp 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 chụp. Xem lại cái chị boy ơi. Chụp 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 chụp. Cùng ăn, cùng ăn, cùng ăn, cùng ăn. Dạ, đâu ai ạ? Đâu bạn? Bạn nào bình luận? Đây là màn hình máy của Chip Boy Samurian. Chuyển màn hình, chuyển màn hình. Gmen cầm sen trong cánh. No 1. Vâng, No 1 lại một bài cầm Minoan. Đã thấy có hiu. Giới thiệu với các anh em và các bạn là mình là Hoàng ở Vĩnh Phúc. Tuổi tác cũng chỉ trên 8 thôi. Nhưng mà thôi, bình luận thì cứ thì các bạn. Lần đầu đến mic, mong các bạn ủng hộ. Oliver à? Là anh Vơ. Vâng. Bây giờ tôi mới biết là Oliver là anh Vơ đấy. Rick kiểu này chắc là anh sẽ dâng lò thôi. Máy của Chip Boy. Dạ. Trông nhỏ như vâng. Tôi là cùng quê anh Gmen. Hôm nay chắc là sẽ quay máy anh Gmen nhiều thôi. Các chim lợn giáp 6 đây đang bảo là Chip Boy đánh chém đi. Để trong thì Gmen và No 1. No 1 sẽ đứng cung. GV sẽ dâng lờ chém cho No 1. Xem màn hình máy các nhà chém. Chip Boy 22. Hai mươi ba. Rick. Ôi, có dâng lò không? 25 dân. Chẳng lẽ không? Rồi nhà nuôi lắm sư tử thế. Kiêu 6. Dâng lò. Ui dồi ôi, đi dâng lò lại còn chết một dân thế này. Thôi, chắc là vía tôi là không hợp rồi. Thế để xem sau đi. Sang màn hình máy của Chip Boy Summer. Thank you.
BM. Ở đây là BL. Một trận kích không quá sớm của Chip Boy. Sẽ vẫn trong đầu 10 thôi. Cố lên anh. Ông nhà đi anh. Ông thực là thực chưa dồn lên được. Có vẻ như nó một đã bị chọc giò rồi. Đây là màu 1. Màu 1 tức Hồng Anh. Vẫn chưa chết dần nào. Bo nhanh vào không. Anh máy của Chip Boy 25. Anh chạy giò rồi. Gặp ai? Vâng, Chip Boy đã bị màu 2 à? Màu 2 chọc. Gmen đang bảo là giàu bơm mỗi thằng 100 thực. Đồ ý khéo roi thôi. Đừng phí quá nhiều thời gian. Đã vâng, thủ P 1L và thủ P. Thế là mất 3 dân bãi quả nhưng không sao. Vâng, chọc xuyên ở hai đầu. Vòi của Chip Boy rất dài. Nhưng bên kia họ rất tỉnh. Chưa mút được thắng dân thứ hai thì họ đã rút về. Vâng, đây rồi, ôi, bãi dân đi ăn hoang. Liếm nào, liếm đi. Đặt đà chạy lên anh ơi. Vâng, đây Chip Boy để cho lạc đà đi. Lát sẽ lên bánh xe sau. Vâng, bãi gỗ đã bị vào rồi. Phù lên, phù được tên này thì tươi. Ui, vẫn gặp này. Anh ơi, dò theo đi. Chém, ui, chém luôn con phù. Đây gọi là kiểu gọi là Necho BP. Necho BV. Lọt luôn bãi gỗ. Vâng, đã có bánh xe rồi. Như đã có bánh xe đến từ màu 2. Có bánh xe đến từ màu 2. Chém ruộng, chém thiệt. Chém hết, phù đi ruộng ngoan. Ngoan lắm. Cái máy của Gmen trong cánh tham lai 44 vẫn ổn. Nô 1 cung A vẫn 3 lỗ và tham lai là 22. Chuyển qua đó Chip Boy. Vâng, vơ, vâng. Thánh cũng thuộc hàng thánh nói phét của Game TV. 16 nhân dân đang chạy nhông kèn trên bản đồ rồi. Vâng, có một con giò gần hết máu và chắc hai con chém. Ôi, tưởng đặt bê rồi bãi quả nữa anh bịt. Và Chip Boy đi. Vâng, tham lại là 33. Anh cứ chém khỏe vào, chém khỏe người ta gồng gánh đồng đội trên vai. Vâng, có một BA luôn. Cùng ngờ sẽ đi móc máy các cơ sở làm ăn của các nhà chém. Vâng, lại bị phù vẫn còn lạc đà. Một tên không để ý. Chip Boy chú ý. Bắn phù. Rồi, không phù được. Đến thế. Nhưng tham lại vẫn là 36. Vâng, lại một tên Necho BB. Sợ thật.
ruộng á. Vâng, bây giờ xem xem anh Gmen đẩy cung thôi. Vâng, màu 1 đã màu 1 lại lao vào khoanh ruộng này lúc Gmen không chú ý. Cung A, cung A của màu 4. Màu 1 đang có rất đông lạc đà. Sao bây giờ? Nô 1, vâng, tham lại 44. Cung A có nhiều cho anh ơi. 4.000 à? Vâng. Ôi giời ơi. Vâng, thắng chém bây giờ lại có 20. Gì này? Bây giờ xem thả y là ui dồi 3 voi. Bây giờ xem thả y thôi. Ăn voi tôi này phải thả y. Nó một cố lên trên góc 12 giờ này là thế cân bản đồ. Và gặp cung A của màu 4. Nhưng mình đang có lợi thế dốc. Nhưng mà có mấy con người mà. À 9. 7. Tôi xin lỗi các bạn là góc 9 giờ. Vâng. Ôi xem chip boy cho nó cảm xúc. Vâng, cung R với phù. Giờ chỉ có cung R sọc đơm với phù. Lạc đà thì chắc là giờ này anh chẳng sóc nữa. Đà mút một con phù sinh ra thì sẽ bị mút thôi. Vâng, Gmen bị màu 1 đỉ quá giáp vào một tơn. Tơn hỏi chấm xem tham. Vâng, tham lai màu 3 đang rất to. Con này nghĩ tương này là phải có một tương bơm đồ để cho nô 1 lên 4 và đánh cung A để 4 cân bản đồ. Thêm nô 1 đi bằng 70. 70 mà 1 đang có một cái lạc đà đẩy vào. Bắn đôi. Cung A thời điểm này nó có lạc đà để muối. Cẩn thận ruộng. Vâng, bắn đi máy của chip boy. Vâng, trận giam rất to, 52. Thêm một A nữa. Có hỗn hợp đủ các thể loại. Lạc đà xuống đôi của anh. Ăn đồ rồi. Tham lại. Vâng, màu 4 đã lên 4 rồi. Khó. Chúng ta đến trận thi đấu tiếp theo. Trong C2 ạ. C2 đúng không anh? C1. C1 ạ.